Loại lái Fú Diều tô với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp thời trang cho mọi nhà. Và hôm nay em lại mang về cho bác một chiếc xe mà giá nó chỉ có 219 triệu đồng. Các bác đã có ngày được một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản chứ không phải sản xuất ở Việt Nam. Xe còn ngon với động cơ máy chỉ 1.3 thôi, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây nhá. Đây là một dòng xe vô cùng bền lành và thương hiệu của nó thì các bác chỉ cần nhìn như này các bác biết ngay là xe của hãng nào rồi. Một chiếc Toyota, vâng, nhưng mà không phải Vios đâu các bác nhá. Qua này thì các bác nào mà bảo là Vios thì nhầm to rồi. Đây là một chiếc Toyota Yaris nhập Nhật 100%, sản xuất năm 2006. Xe còn ngon, động cơ máy 1.3, vừa lành, vừa bền, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một chiếc xe em đang bán với giá là 219 triệu đồng. Thời điểm mua những chiếc xe này, bác chủ cũ phải bỏ ra đến tầm gần 700 triệu mới có thể mua được những chiếc xe nhập Nhật như thế này. Nhưng bây giờ những chiếc xe như này rất bền, rất lành, lại đang có mặt tại Fú Diều Auto với một cái mức giá vô cùng yêu thương nhá. Em này thì em đang bán với cái giá nó chỉ có 219 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Động cơ máy 1.3, vừa lành, vừa bền, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và xe là một mẫu xe kiểu dáng sedan cực kỳ là bền, rộng rãi, có khoang để đồ đằng sau rất là phù hợp. Và nội thất bên trong xe thì tiện lợi luôn. Nó không to dáng như những chiếc xe mới bây giờ, không tiện nghi bề thế như bây giờ. Nhưng mà một chiếc xe Nhật Bản nhập khẩu và độ bền, độ lành thì khỏi bàn. Đặc biệt con này thì máy số nó còn zin, nên là các bác yên tâm là đi thoải mái luôn nhá. Đồng hồ thì lăn bánh là 9 vạn, nhưng mà nói thật các bác là như con này em nhìn vô lăng củ số, nhìn như cái này thì em đoán nó tầm khoảng hơn 20 vạn rồi, tầm 25 vạn. Cái đấy là bình thường, không vấn đề gì. Chủ yếu quan trọng nhất là tình trạng như bây giờ. Bây giờ thì máy số rất là ngon, không hề có hơi thừa hơi khói, bao chất bao ngon cho các bác luôn nhá. Pháp lý giấy tờ thì đơn giản, vì đây là một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15K12402. Đấy, màu sơn đen đẹp, xe trẻ trung. Nói chung là nó không phải là thuộc dạng xe đẹp xuất sắc nên là em bán những cái giá vậy thôi. Vâng, nó là một chiếc xe giá trị trung bình. Vâng, chứ không phải là một chiếc xe xuất sắc nhá. Nên là các bác nào mà mua chiếc xe này thì cũng đấy, nói rõ tình trạng xe có sao bán vậy. Và em đang bán những mức giá là 219 triệu đồng cho một chiếc Toyota Yaris nhập Nhật. Đấy, form 2010, cực kỳ đẹp, trẻ trung, mạnh mẽ, khỏe khoắn luôn. Và các bác nào mà yêu thì các bác cứ điện thoại cho em Fú Diều Auto qua số 0869 158 926. Duy nhất một số, hotline một số. Và các bác có thể là tìm kiếm được những cái mẫu xe vừa rẻ vừa ngon tại em Fú Diều Auto. Phương châm của em Fú Diều Auto là những cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, để ai cũng có thể có điều kiện là mua được một chiếc xe, tránh mưa tránh nắng, đi lại cho cả gia đình cũng như là bản thân. Và chiếc xe này thì nói chung là tình trạng của nó thì là trung bình, không phải là đẹp xuất sắc, nhưng mà được cái là độ bền, độ lành thì không phải chê. Đặc biệt là đồ nghề thay thế sửa chữa thì cực kỳ dễ dàng. Mặt ca lăng của xe là còn led căng, đấy, mạ chrome vẫn còn nhìn ok. Và đèn của chiếc xe thì là đèn zin, tuy nhiên là theo năm tháng nó hơi ố một chút theo thời gian. Cái này thì em này vẫn đang sử dụng đèn halogen các bác nhá. Và gầm phía dưới thì là đèn có trong luôn, cũng là đèn halogen. Em này thì chưa có dọn dẹp gì đâu, em để nguyên, vừa mua về xong. Đấy, nó chỉ phủ bụi này. Bác chủ là bác ấy một người cũng tương đối là có điều kiện. Bây giờ bác ấy đi con này được một thời gian, bác ấy để lại cho em Fú Diều Auto. Đấy, chiếc xe này thì các bác yên tâm nhá, không phải nghĩ. Chỗ này thì hơi quẹt quát tí rồi. Đấy, có va chạm nhẹ nhưng không vấn đề gì. Đấy, còn về phần đầu két nước hay là phần máy thì zin thì yên tâm. Còn những cái chỗ như thế này thì va chạm nhẹ thì không ảnh hưởng gì các bác nhá. Vâng, còn những cái phần đầu thân đi này, đấy, các bác nhìn này, đầu thân này còn rất là đẹp luôn, đèn nhóm đầy đủ, sạch sẽ, tôn vỏ căng, không hề lỗi lầm. Đấy, dòng này thì được cái là độ bền của các cái chi tiết của nó thì quá ok rồi. Còn về form thì form này thì thích hợp cho các bác nào trung trung tuổi, không thích hợp với thanh niên nhá. Vâng, thanh niên đi con này thì lại chê bảo là nó già với nó này nọ. Phần lốp thì chiếc xe này đang sử dụng lốp Yokohama, lốp 18560 la răng 15. Và lốp này là 29, đến nay là 4 năm rồi. Lốp 29 và rãnh lốp thì cũng tương đối, tầm khoảng 60%. Đấy, rãnh lốp tầm 60%. Và em này phần lòng cua lốp thì nó vè nó còn nguyên. Đấy, vè nó còn đẹp này. Nó không có mọt, không có mọt mục. Đấy, còn nguyên nhá. Đấy, em này thì có xước sát chạm đầu chút nhưng không vấn đề gì. Đấy, kính thì còn ngon. Đấy, kính trong luôn này. Đấy, kính trong luôn nhá, và không hề có bị nứt vỡ gì cả.
Đấy, toàn sơn sườn đi đây, tôn dày. Con này thì cách âm chống ồn nó rất là tốt. Đấy, và kính còn nguyên bản của Tempelite. Đấy, kính nguyên bản này. Đấy, kính zin các bác nhá. Vâng, và cửa thì đóng mở nhẹ nhàng. Em này là có gương chỉnh điện. Gương chỉnh điện bằng cái nút ở phía trong ở đây, cụm nút gương chỉnh điện đây. Và phần bản lề của xe thì cũng đã cũ theo thời gian rồi. Thế là cái này không ảnh hưởng gì các bác nhá. Không ảnh hưởng gì đến xe đâu ạ. Vâng, kính điện thì lên xuống bình thường. Đây em mở cái khóa điện ra và ta sẽ cùng xem kính điện. Đấy, lên xuống bình thường. Phim cách nhiệt đầy đủ nhá. Đấy, phim cách nhiệt đầy đủ rồi. Lên xuống ok. Và chỉ keo cánh thì em đang bấm đây thì chỉ keo là ok, chỉ zin đấy các bác ạ. Đấy, cái chỉ này đều là chỉ zin này. Đấy, kính zin, chỉ zin, thế là ok rồi. Còn là phần này đây. Đấy, phần này phía đằng sau. Và các bác để ý là đây này, Toyota Moto. Đấy, con này sản xuất trực tiếp từ Nhật Bản luôn. Đấy, made in Japan này, Nhật Bản luôn nhá. 100% là xe sản xuất Nhật Bản. Đấy, xe là nói chung là các chi tiết thì ok, keo chỉ này nét và các thứ thì bình thường. Đấy, chỉ này, toàn bộ chỉ cánh này là đều ok cho các bác luôn. Rồi là xe là không có khoan đục, không có taxi dịch vụ. Đấy. Đấy, kính điện lên xuống bình thường. Tuy nhiên là nó hơi chậm một chút, cái này là theo năm tháng rồi, không tránh được. Đấy. Bàn đạp chân ga và chân phanh thì chưa bị mòn, nó vẫn còn tầm trung bình. Còn về phần nội thất ghế thì được bọc lại hết rồi. Ghế bọc mới bằng da và hai màu đen và đỏ, rất là thể thao và trẻ trung. Đấy, thế này là ok. Ghế da này là xịn sò rồi, sướng rồi. Đấy, cái này thế này. Đấy, nội thất toàn bộ hàng ghế và xe thì không chê được câu nào. Đấy, có bác nghe không? Vâng, toàn bộ ghế trước, ghế sau. Còn cốp thì ta sẽ mở vào cái này nhá. Cốp phía sau. Anh đã đoàn tàu dài phết các bác ạ. Đoàn tàu 40 toa, dài kinh hồn. Và cái cốp phía sau này thì nó hơi bụi bẩn nhưng mà không vấn đề gì. Sàn nó còn nguyên chứ không có mục mọt nhá. Sàn vách còn nguyên, lót sàn hai bên còn nguyên. Và đồ phía dưới của cái này thì lốp sơ cua, bây giờ lốp sơ cua lốp béo này, hơi bẩn bụi vì xe chưa dọn đâu. Đấy, các bác thông cảm nhá. Nhưng mà được cái là xe là không có đâm va. Đấy, còn nguyên máng, nó chỉ han thôi. Cái này thì bác chủ trước là bác ấy đi, bác ấy cũng toàn chở kiểu đồ công trình máy móc, bác ấy đi làm ấy ạ. Thế nên đâm ra là bác ấy cũng không phải là giữ xe lắm. Đấy, thế nên là bên em thì cứ báo luôn là có sao bán vậy. Đấy, tình trạng như vậy. Và các cái mép này thì ok. Đấy, sơn chỉ ok. Và cánh các thứ ok. Đấy, xe nói chung là còn tương đối. Em này thì có chạm ở phía đằng sau nhưng mà không vấn đề gì, nó không phải là đâm sâu, nó chỉ chạm thôi. Thì cái này cũng đã xì tút xì tát lại rồi. Đấy, đèn hậu ở bên này thì trong luôn và không bị ố móc rạn nứt. Đấy, thế là ok rồi. Nói chung như thế này là chấm điểm ok. Vâng, để kiếm được một con xe mà nhập Nhật đấy, đời cao cao mà giá thì loanh quanh nó phải 27-28. Thế nhưng mà em này thì em đang bán cái giá nó chỉ có 2 đồng mốt thôi. Đấy, rất là hợp lý luôn. Lốp bên này thế này, 29 Yokohama, lốp dày luôn. Đấy, lốp dày luôn. Và cái lốp này thì còn đây. Đấy, các bác nhìn này. Còn gầm em này thì cực đẹp. Đây, cho các bác nhìn gầm bên này. Đấy, gầm nó còn nét như thế này. Đấy, các bác nhìn gầm thoải mái nhá. Đấy, không lại nhiều bác lại bảo là sợ con này gầm xấu này. Gầm xấu này các bác ạ. Đấy, gầm xấu này. Đấy, gầm xấu hay không thì các bác nhìn biết ngay. Đấy, gầm nó còn đẹp lắm. Và chưa có phải nghĩ ngợi gì nhá, gầm rất đẹp. Đấy. Và cái dòng này thì nói chung là đi thì rất là ổn định luôn. Giá cả hợp lý, vừa rẻ vừa trẻ. Đấy. Và các bác yên tâm là chỉ có đi thôi. Ngồi ghế lên tựa rất là thoải mái. Và đặc biệt là cái khoảng để chân của xe thì cũng rất là rộng, không bị chật. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái mẫu sedan mà quốc dân rồi. Hồi xưa những bác nào mà hay chạy dịch vụ dòng Vios thì các bác biết là cái dòng đấy nó cũng là một cái dòng xe rất là rộng, tiện luôn. Đấy. Những cái này thì theo năm tháng rồi, chỉ thì vẫn còn nhưng mà theo năm tháng, không vấn đề gì. Đấy. Còn các cái phần như thế này, nội thất thì hàng sau à. Đấy. Em này thì được cái là chủ yếu là máy số là của nó còn zin, nên là chạy rất sướng. Và máy zin. Đấy, máy Nhật nó bền. Đấy, kính lên này. Đấy các bác. Vâng.
Duy là cái điều, cái dòng này là nó có một cái điểm trừ, đó là kính của cái cửa nào thì lên cửa đấy, chứ nó không có phím điều khiển chung cho cái cụm kính. Ví dụ ở bên tài đó là không có các bác nhá. Động cơ máy ở trước xe thì đang là động cơ máy là 1.3, không phải là 1.5. Đấy, máy nó rất là khô sạch, gầm đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, gầm rất là đẹp, sáng. Đấy, không hề có dầu mỡ lỗi lầm. Vâng, động cơ máy 1.3 không phải là 1.5, nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe thì cũng tương đối là ấn tượng. Đấy, chỉ tầm 5 lít trên 100 cây thôi. Đấy, và đè cái là lên luôn. Đấy, đè cái là lên luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, đấy, đồng hồ thì 5 bánh 9 vạn rưỡi, nhưng nói thật là như kinh nghiệm của em thì em thấy nó tầm khoảng hơn 20 vạn rồi. Và hơn 20 vạn, đấy các bác nhìn này, vô lăng nó vẫn còn ok. Đấy, không vấn đề gì. Và xe thì điều khiển đơn giản, gạt mưa nhiều tốc độ, đấy, gạt mưa rất sạch và tơi. Thế là điểm cộng rồi, không chê được câu nào rồi. Cần số thì em này được cái là số nó rất là nhẹ, nó không bị giật. Đấy, sang số rất là nhẹ luôn, chứ nó không bị giật như là những cái dòng xe lỗi số. Con này thì số má thì rất là ngon. Đấy, chứ còn những cái con lỗi số đấy các bác, chứ mình chỉ cần giật nhẹ lên phát là nó xe nó rung luôn. Đấy, thế nhưng mà con này thì đã kiểm tra rồi thì không có lỗi số. Vâng, chất xe thì còn đẹp, nét căng luôn. Động cơ máy 1.3 nó khác với cái dòng động cơ máy của các cái con Vios là 1.5. Và đây cũng là một chiếc xe của Nhật Bản, chạy rất là bền lành. Đấy, tuy nhiên là xe thì động cơ nó hơi bị bẩn một chút, do là lâu năm không sờ, không gọi là không dọn rửa, chứ còn bảo dưỡng thì bình thường nhưng mà không dọn rửa thôi. Đấy, hơi thừa hơi khói thì đây mở luôn cho các bác để các bác cùng xem. Đấy, không có chút hơi thừa hơi khói luôn. Cái này các bác nào mà mua về thì các bác cứ vệ sinh dầu mỡ đầy đủ là được. Đấy, còn đâu là cái dòng xe cũ thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết, không tránh khỏi những cái lỗi thì cái đấy là bình thường. Nhưng mà máy của này được cái máy zin. Máy zin thì đã nhìn vào vách máy kiểm tra ốc rồi. Cái vách vách ở bên dưới này. Chứ còn cái ốc này thì vẫn là quá chỉnh. Đấy, nhưng mà cái ốc dưới là còn zin. Đấy, mặt ốc dưới còn zin và vách số ở dưới này. Đấy, cái phần hồng ở giữa này là đã kiểm tra là cũng là zin. Đấy, nói chung là máy nguyên bản là ok rồi. Còn các cái phần đầu thì nó hơi theo thời gian. Đấy, xe nói chung là chất trung bình, không phải là chất đẹp. Đấy, nhưng mà được cái là cái dòng này chạy rất là bền luôn. Đấy, các bác nào gọi là có tiền ít nhưng mà mình thích mua xe rẻ thì đây là một sự lựa chọn. Vâng, chứ còn tiền tầm này mà mua bảo là xe đẹp hẳn là không có. Còn đâu là như con này thì em bán cái tình trạng như vậy. Đấy, bán công khai rõ ràng là tình trạng xe như vậy. Và chất xe thì nói chung là cũng là một cái chất xe rất là ok, không hề lỗi lầm, theo kiểu gọi là lỗi nặng là không có. Còn đâu những cái va quẹt xước sát thì không tránh khỏi các bác nhá. Vâng, và đây cũng là một cái dòng xe chạy rất là sướng, vô cùng bền lành, ăn xăng tiết kiệm. Đấy, la răng 6 chấu xịn sò, dàn lốp còn ngon, và độ vận hành thì vô cùng bền bỉ. À, tránh mưa tránh nắng với cái tầm cửa tiền như thế này, các bác gửi ngân hàng thì một năm cũng được khoảng tầm hơn chục triệu. Thế nhưng mà sức khỏe của mình thì không được đảm bảo. Còn khi các bác đầu tư ra một con xe này, một năm có thể là có lỗ khoảng tầm 10 đến 20 triệu. Thế nhưng mà các bác đã có được một chiếc xe tránh mưa tránh nắng, đi lại thì cực kỳ sung sướng. Và đấy, ví dụ như em đóng cái cửa kính này lên, em khẳng định là bên ngoài là cái những cái tạp âm ở bên ngoài là mình gần như là không nghe gì. Đấy cũng là một cái điểm cộng của khi mà ngồi trên ô tô. Nghĩa là khi mình làm việc là mình sẽ rất là yên tâm. Đấy, ngồi trong xe là mình sẽ có giải quyết được nhiều công việc, an toàn cho gia đình. Đấy, tiện nghi trong công việc. Và xe thì giá vô cùng hợp lý. Đấy, chỉ có 219 triệu đồng ấy các bác nhá. Đấy, trần nó còn đẹp này mà. Ok, cảm ơn các bác. Bác nào mà yêu thì điện thoại cho em nhá. Xin chào tạm biệt. Uzi Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ và siêu rẻ cho các bác.